Các chuyên gia cho biết, kháng kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn và nấm phát triển mà các loại thuốc được bác sĩ kê đơn không có khả năng đánh bại. Khi đó, nhiễm trùng không thể điều trị được bằng các thuốc kháng sinh bình thường mà phải sử dụng loại kháng sinh khác mạnh hơn. Và các bác sĩ khẳng định, vấn đề sử dụng kháng sinh sai liều lượng của bệnh nhân đã tạo cơ hội để vi khuẩn đề kháng phát triển. Bệnh nhân nhiễm vi khuẩn siêu kháng thuốc không thể phát hiện được bằng mắt thường hay qua thăm khám lâm sàng mà phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật cao mới định danh được vi khuẩn. Thời gian đầu khi sử dụng kháng sinh thì rất là hiệu quả, thì vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt đến 90-99% luôn. Tuy nhiên mình vẫn còn 1%, cái 1% đó là 1% để có thể tạo cơ hội đề kháng. Nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng kháng sinh mà không có đủ lưu lượng và không đủ ngày dùng á, thì cái 1% đó nó sẽ phát triển thành vi khuẩn đề kháng. Và cái việc siêu kháng thuốc này thì nó cũng còn áp dụng luôn cả, không phải chỉ vi khuẩn thường mà ngay cả vi khuẩn lao cũng đã có xuất hiện vi khuẩn siêu kháng thuốc. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có ca mắc vi khuẩn siêu kháng. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới dự tính đến năm 2050 cứ 3 giây sẽ có một người tử vong do các siêu vi khuẩn kháng thuốc, tương đương với khoảng 10 triệu người mỗi năm. Do đó, quý khán giả cần giữ cơ thể luôn khỏe mạnh bằng các biện pháp như tăng cường vệ sinh cá nhân, tiêm ngừa vaccine để phòng bệnh, tránh trường hợp phải sử dụng kháng sinh. Nếu bị bệnh, tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ.